thốt lên điều này khi nói về lý do mất tích khỏi showbiz 6 năm qua. Sở hữu đời tư sạch bóng scandal, Tăng Thanh Hà chiếm được rất nhiều tình cảm của công chúng. Chính vì thế, khi Ngọc Nữ quyết định kết hôn và rút lui khỏi showbiz, không ít khán giả tỏ ra vô cùng tiếc nuối. Trên mạng xã hội, Tăng Thanh Hà chỉ thi thoảng cập nhật một số khoảnh khắc đời thường và luôn thu hút rất nhiều sự chú ý. Hiện tại, sau 6 năm kết hôn, Tăng Thanh Hà đã là mẹ của hai nhóc tỳ. Mới đây, đoạn chia sẻ của Tăng Thanh Hà về cuộc sống làm mẹ do stylist Lê Minh Ngọc hé lộ nhận được đông đảo sự quan tâm. Trong đó, nữ diễn viên tiết lộ những bí quyết trong việc chăm con. Dễ dàng nhận thấy Tăng Thanh Hà là một người khá kỹ tính. Cô chia sẻ, hai đứa nhỏ nhà em trước 6 tháng, em không cho dùng khăn ướt mà em chỉ dùng bông gòn thấm nước ẩm và lau cho con, như vậy sẽ tốt hơn. Không nên dùng khăn giấy ướt vì ít nhiều nó sẽ có những chất không tốt cho da em bé. Có gì cần hỏi nữa cứ hỏi em biết nha. Do mới sinh, em thích mua Carter, material không phải là the best, nhưng vì nó nhỏ vừa vặn cho em bé sơ sinh. Có con là điều tuyệt vời nhất trên thế giới này, anh hãy enjoy từng giây phút bên con nhé. Tăng Thanh Hà trải lòng đầy ẩn ý về cuộc sống bí ẩn sau 5 năm mất tích khỏi showbiz Việt. Mới đây trên trang cá nhân Instagram, Tăng Thanh Hà đã gây chú ý khi có những chia sẻ rất chân thật về bản thân. Theo nàng Ngọc Nữ, đây là thời điểm cô rất bận rộn với công việc, khi nửa đêm tỉnh giấc, lỡ dại check mail, xong khỏi ngủ vì việc đè. Có những lúc ước mình làm được nhiều việc hơn cùng một lúc, có những lúc thấy mình lẻ loi dễ sợ, vì có những khi mình trở thành một con quái vật hung dữ ai cũng né tránh. Có những nỗi lo mà chỉ có một mình hiểu, Tăng Thanh Hà viết. Có thể nói đây là lần hiếm hoi Tăng Thanh Hà mới bày tỏ tâm sự của bản thân lên mạng xã hội. Sau gần 6 năm kết hôn với ông xã Louis Nguyễn, do đó chia sẻ này của cô đã mau chóng nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả. Đặc biệt, thông qua những hình ảnh mà Tăng Thanh Hà thường xuyên đăng tải trên trang cá nhân, đều khiến công chúng nghĩ rằng cô đang có cuộc sống rất thảnh thơi và giản dị. Thế nhưng, chỉ sau tâm sự mà cô đăng tải, số đông khán giả mới hiểu rõ về những mệt mỏi mà Ngọc Nữ chưa hề hé lộ cho mọi người biết. Theo đó, Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn kết hôn vào năm 2012. Dù về làm dâu một gia đình giàu có, nhưng nữ diễn viên bỗng dưng muốn khóc, không hoàn toàn ngồi yên hưởng thụ cuộc sống an nhàn, sung sướng. Mà ngược lại, cô gần như rút khỏi showbiz và tập trung cho lĩnh vực kinh doanh riêng ở các lĩnh vực ẩm thực, thời trang. Đến nay, cô đã có trong tay nhiều cửa hàng, tọa lạc ở các vị trí đắt đỏ ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Dù luôn chia sẻ những khoảnh khắc đời thường thảnh thơi, giản dị, nhưng ít ai biết Tăng Thanh Hà còn bận rộn với công việc kinh doanh nhiều năm nay. Ở cả lĩnh vực thời trang và ẩm thực, Tăng Thanh Hà đều tạo được những thành công nhất định. Dù bận rộn với công việc kinh doanh, nhưng Ngọc Nữ đều dành thời gian cho gia đình, ở bên cạnh ông xã Louis Nguyễn và hai con nhỏ, tận hưởng cuộc sống hạnh phúc. Tăng Thanh Hà để lộ gương mặt ngày càng gầy nhom khi đi du hí cùng hội bạn thân 10 năm, vợ Phạm Anh Khoa. Cuối tuần vừa qua, Tăng Thanh Hà đã trốn chồng con đi du lịch cùng nhóm bạn thân. Được biết, nữ diễn viên đẹp từng cm cùng hỏi chị em bạn gì đi du hí tại Thái Lan. Đồng hành trong chuyến xuất ngoại cùng bà xã Louis Nguyễn còn có diễn viên Quốc Cường, diễn viên Thân Thúy Hà và bà xã Phạm Anh Khoa cùng một số thành viên khác. Cuộc sống quá ngắn, tình bạn mãi mãi nhé tất cả mọi người. Cả đám tụi mình rồi sẽ vẫn vui buồn cùng nhau rất lâu và rất sâu, bà xã Phạm Anh Khoa cho hay. Trong ít ngày lưu lại đất nước này, nhóm bạn thân cùng nhau xuống đường khám phá danh lam thắng cảnh và ẩm thực. Trốn chồng con, trốn người yêu đi ăn chơi xả stress, nhưng lại stress vì ăn nhiều đồ do đồ ăn quá ngon, diễn viên Thân Thúy Hà hào hứng. Những hình ảnh khám phá xứ người được các thành viên trong hội anh chị em bạn gì của nữ diễn viên bỗng dưng muốn khóc chia sẻ công khai. Qua loạt hình ảnh đời thường, Tăng Thanh Hà gây ấn tượng với vẻ tinh nghịch, dễ thương cùng nụ cười tỏa nắng. Tuy nhiên sắc vóc gầy gò của mỹ nhân họ Tăng một lần nữa lại trở thành chủ đề bàn tán. Theo đó, thân hình mảnh khảnh, lộ rõ xương quai xanh cùng gương mặt hốc hác khi mặc trang phục đời thường của Tăng Thanh Hà khiến người hâm mộ lo lắng. Trong bức hình ngồi cùng bạn bè trên tầng 64, tòa nhà ngắm Thái Lan về đêm, Tăng Thanh Hà khiến nhiều người giật mình khi nhìn gương mặt thiếu sức sống của cô. Thời gian vừa qua, vóc dáng lên xuống thất thường lúc béo khi gầy của Tăng Thanh Hà nhận được nhiều sự quan tâm. Cách đây 2 tuần, nữ diễn viên bỗng dưng muốn khóc cùng ông xã Louis Nguyễn có buổi hẹn hò cùng hội bạn thân. Những khoảnh khắc đẹp trong bữa tiệc sau đó được diễn viên Quốc Cường công khai chia sẻ. Trong các bức hình, Ngọc Nữ mặc ảnh Việt xuất hiện với thân hình mảnh mai, vóc dáng ngày càng mảnh khảnh trơ xương của bà xã Louis Nguyễn khiến nhiều người hâm mộ lo lắng. Ít ngày sau, Tăng Thanh Hà lại gây tranh cãi với thân hình phồng xẹp lên xuống bất thường khi khoe ảnh đi du lịch Đan Mạch.
đăng tải bức hình thư giãn trên ban công của tòa nhà cao tầng. Hà Tăng viết, In love with this city, phải lòng thành phố này. Trong hình, Hà Tăng mặc váy hai dây tông trắng, khoe vóc dáng thon gọn, dù đã qua hai lần sinh nở. Bức hình yên bình thư giãn của Tăng Thanh Hà đã nhận được nhiều lời khen. Quá đẹp chị Hà ơi, quan trọng là thần thái, người hâm mộ nhận xét. Bên cạnh đó, một số fan lại xót xa cho thân hình gầy gò của thần tượng. Chị Hà ơi, vẫn đẹp nhưng thân hình gầy quá, chị tăng thêm cân nữa đi nhé. Tuy nhiên, vào tháng 6 vừa qua, Tăng Thanh Hà tái xuất xinh đẹp, khoe vóc dáng nuột nà với bikini trong kỳ nghỉ ở Đà Nẵng. Thân hình biến hóa như ảo thuật, vừa khoe body nuột nà hôm trước lại gầy trơ xương vào hôm sau của Tăng Thanh Hà, khiến người hâm mộ không biết đâu mà lần. Xuất hiện nhân chứng tiết lộ sự thật về câu chuyện tình cảm của Kiều Minh Tuấn và An Nguy. Trong một bài phỏng vấn mới đây, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ đã có những tiết lộ cực kỳ bất ngờ về câu chuyện tình đang gây chấn động showbiz Việt trong thời gian qua của cặp đôi An Nguy, Kiều Minh Tuấn. Cụ thể, anh chia sẻ, khi quay xong phim Chú ơi đừng lấy mẹ con, tôi vẫn chơi với cả hai người, Kiều Minh Tuấn và An Nguy. Tôi không thấy họ liên lạc với nhau. Khi phim đóng máy, An sang Mỹ hơn một tháng, tôi gặp Tuấn cùng nhau uống bia, Tuấn nói không liên lạc gì với An nữa. Sau buổi showcase phim, hàng loạt thông tin được thổi bùng. Tôi vẫn nghĩ đó là vì khán giả thích ghép đôi nhân vật. Nhưng khi bài phỏng vấn của cả hai được đăng tải, tôi thực sự mất thăng bằng. Vào ngày báo được công khai, tôi đang có một workshop về biên kịch tại một rạp chiếu. Giờ nghĩ, đọc xong thông tin trên mạng xã hội, tôi gần như bị mất tinh thần để tập trung vào giờ dạy kế tiếp. Đến lúc này, không biết cảm giác của anh như thế nào. Nói thay đổi từng ngày, từng giờ, tôi choáng khi xuất hiện những nhóm yêu cầu tẩy chay bộ phim, sau đó là buồn. Giờ thì tôi nghĩ đến hai đứa trẻ, các cháu đã làm việc hết sức. Nếu bộ phim có vấn đề, thì chúng tôi thấy rất có lỗi. Đối với tôi, từ khi ấp ủ kịch bản, hai cháu bé mới là nhân vật chính. Ở trường quay, hai diễn viên nhí đã thể hiện rất tốt cho vai diễn bằng sự trong sáng, hồn nhiên. Chuyện ồn ào này tôi thực sự không biết nghĩ gì vì nó tác động quá mạnh đến cảm xúc bản thân. Tôi chỉ mong khi thông tin lắng xuống, khán giả sẽ tách bạch được chuyện đời tư của các nhân vật với truyện phim để có cái nhìn công bằng cho tác phẩm. Sau sự kiện ồn ào, anh có liên lạc với An Nguy và Kiều Minh Tuấn hay không? Chúng tôi vẫn giữ liên lạc. Ở phương diện cá nhân, tôi cho rằng những điều An và Tuấn nói ảnh hưởng đến bộ phim là điều không thể chối cãi. Nhưng ngoài đời, họ là hai người bạn của tôi. Khi bạn mình dám nói lên cảm xúc thật, dù có sai thời điểm, tôi vẫn ghi nhận họ là những người dám sống thật và không thể trách cứ. An đã nói thật, cô ấy yêu Tuấn và bao gồm cả cảm xúc chưa thoát khỏi vai diễn. Cộng thêm việc là một diễn viên tay ngang, An không giỏi ứng biến trước truyền thông, nên cô ấy không hề biết nếu nói ra tâm sự thật của mình sẽ dẫn đến hậu quả như thế nào. Nhưng là một người bạn, cùng làm việc với cả hai, tôi nhìn thấy tình cảm An dành cho Tuấn vẫn chỉ là sự đơn phương. Có nhiều lần tôi vào Sài Gòn, muốn gặp gỡ cả đoàn phim, nhưng luôn có An thì không có Tuấn và ngược lại. Duy nhất hôm sinh nhật An gần đây, tất cả chúng tôi mới gặp nhau. Hôm đó xảy ra việc An mất điện thoại, nên tôi đã chụp một ít ảnh cập nhật tình hình để khiến An vui hơn. Không ngờ sau đó là cơ sở bồi đắp cho những thông tin rời rạc trước nói về họ. Nghệ sĩ nhân dân Thanh Lộc mới đây chia sẻ ý kiến cho rằng, một diễn viên không thể thoát vai, chưa thể gọi là chuyên nghiệp. Theo Vũ, đó là tình cảm thật của họ, hay đơn thuần vì An chưa thể thoát vai? Tôi đã nghe ý kiến của nghệ sĩ Thanh Lộc, nhưng tôi tin giữa điện ảnh và sân khấu có rất nhiều điểm khác nhau. Trong status chia sẻ clip của Thanh Lộc, trên Facebook đạo diễn Trần Cảnh Đôn, nghệ sĩ Công Ninh cũng đồng tình về điểm. Điện ảnh và sân khấu là khác nhau, vì sự giả trong diễn xuất trên màn ảnh dễ bị phát hiện hơn, nên nhân vật phải sống thật với vai diễn hơn. Thực tế chúng ta cũng đã chứng kiến câu chuyện phim giả tình thật của cặp cố nghệ sĩ Phương Thanh và Anh Dũng, hay trên thế giới là Brad Pitt và Angelina Jolie. Tất nhiên, có nhiều diễn viên có thể thoát vai, cái đó thuộc về tạng người. Còn về phía An Nguy và Kiều Minh Tuấn, tôi tin vào chia sẻ của An Nguy là thật lòng. Chính An cũng phải sang Mỹ sau khi đóng máy để tìm cách lãng quên cảm xúc đó. Về phía mình tôi cho rằng, An đã có giới hạn. Chưa kể An là người độc thân, cô có quyền dành tình cảm cho một người đàn ông. Vì thế tôi nghĩ An đủ bản lĩnh hơn nhiều người. Tình cảm của An, nếu có là tình yêu, nó vẫn là một cảm xúc đơn phương. Còn tôi tin, dù Kiều Minh Tuấn có lung lay trong khi đóng phim với An, nhưng Tuấn vẫn lựa chọn yêu và ở lại bên cạnh Cát Phượng. Tôi cũng biết An phải chịu sức ép rất lớn trước khi quyết định chia sẻ câu chuyện của mình. Trên fanpage và Facebook cá nhân của An, có rất nhiều comment chửi rủa cô ấy. Nên tôi nghĩ việc nói ra sự thật của An là có lý do, tránh mọi hiểu lầm. Ở tư cách là một người đàn ông nhìn về Kiều Minh Tuấn, anh có chia sẻ gì?
Tôi xin lỗi không thể bàn sâu hơn về chuyện này. Cảm ơn những chia sẻ của anh Đinh Tuấn Vũ.